Vòng bảng đấu trường sinh tồn mùa hè đã bước vào tuần thi đấu cuối cùng. Các đội tuyển chỉ còn 4 trận đấu duy nhất để cải thiện được thứ hạng của mình. Mọi sự quan tâm sẽ xoay quanh cuộc chiến giữa Team Flash, Heavy và VGaming cho top 1 của bảng bảng. Bảng điểm cộng sẽ có tác động rất lớn đến những diễn biến của trận chung kết. Và 25 điểm cộng thêm sẽ là mục tiêu mà cả 3 đội tuyển trên cùng hướng tới. Đây là mùa giải ra mắt của Heavy. Chúng tôi bắt đầu như thế nào thì kết thúc sẽ như vậy. Chắc chắn sẽ top 1. Khá là buồn cười khi mà Heavy đã thay đổi đội hình liên tục trong suốt thời gian qua. Mình mới ra dự đoán cuối tuần này Bada ngồi dự bị nhá. Tuần trước Phú Đại không ra sân luôn à? Chắc giờ chính thức trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao của Heavy rồi nhở? Thôi, tập trung cái đã chuẩn bài rồi. Nhìn vào bảng xếp hạng kêu cá nhân ở thời điểm hiện tại, 1, 2, 3, toàn team lát. Chán. Á quân và quán quân của giải mùa xuân chắc hẳn sẽ rất là vinh dự khi được đem ra so sánh với Heavy bộ mình. Trong bảng xếp hạng cá nhân á thì đã có 3 người của VGaming rồi. Mà không, mình nhầm, 3 người của Flash rồi. Công nhận là ghê thật sự. Vị trí top 1, 2, 3 thì dường như là các đội tuyển đang bám đuổi nhau rất là nhiều giữa Heavy, Flash và VGaming. Tuần trước thì DNB có chấm team VGaming 9 điểm. Thì mình xin phép được chấm lại team Flash một cách thật lòng, 8 điểm, cũng chiến thắng 100 nhá. Mình nghĩ Heavy muốn giữ vị trí top 2 trên bảng xếp hạng thì nên đợi Phú Đại vào bán chính thay Banda. Ở vòng bảng mùa trước thì VGaming đứng top 5 và Flash đứng top 4. Nhưng mà kết thúc tuần 6 này thì VGaming sẽ leo lên top 3 và Flash sẽ đứng top 2. Xin chúc mừng các bạn nha. Và bây giờ Heavy đang tràn lên, Nam Tần là người thứ hai đã phải nằm. Vâng, sử dụng cây Ska ở cự ly gần là tốt đến từ vị trí của Panda. Và bên này là Y Sữa, một quả bom được công ra rồi, đã có đụng keo. Sữa là người tiếp theo phải nằm xuống và còn lại vị trí của Nắng Ca mà thôi. Mình thấy team Heavy khá lộn xộn và rất hay cãi nhau nếu như kết quả trận đấu không tốt. Mình thấy lối chơi của Heavy khá là cũ và quá phụ thuộc vào vòng bo. Thì xin lỗi, Heavy không đủ trình với team mình. Tuần thi đấu thứ 5 là tuần thi đấu khá thành công đối với Heavy vì đã rút ngắn khoảng cách được với team Flash. Và tại hạ xin đa tạ công chúa anh đẹp đã giúp yểm bùa team Flash. Với 25 điểm có sẵn thì Heavy và mình khá tự tin khi bay ra Hà Nội. Hẹn gặp các bạn ở trận chung kết nhé. Cả đội đang rất háo hức để quay trở lại Hà Nội và tham dự trận chung kết với 25 điểm cộng trong tay. Tuần 6, VGaming xin phép làm thêm 2 cái buia nữa cho đẹp số. Cực kỳ là thoải mái. Các thành viên của Heavy đã phải nằm một người rồi. Và bên kia vị trí của Hen cũng đã phải nằm, Riyak cũng nằm rồi. Theo mình thấy VGaming quá phụ thuộc vào vị trí của Đắk Lớp. Thường Đắk Lớp bị sớm thì VGaming sẽ toang. Đã 3 tuần liên tiếp team Flash đã đứng đầu bảng xếp hạng. Tính luôn tuần này là 4 nha. Ai mà hôm trước đến thăm nhà thì Quang Đẹp có kể với tôi rằng anh ấy nằm mơ thấy team Flash vô địch. Nhất DNB, nhất Flash nha. Giữa Heavy và Flash thì mình đánh giá team Flash nhìn hơn. Dù gì họ cũng là á quân của mùa trước. Nhắc lại cho các bạn nhớ luôn thì quán quân là VGaming nhá. Mình đánh giá rất cao đội tuyển Heavy vì đầu mùa giải họ đã có 3 hợp đồng bom tấn là Kim Chon, Bản và Benda. Đặc biệt Benda là người đề ra chiến thuật rất hay và hợp lý cho đội tuyển. Kết thúc tuần 6, mình nghĩ team Flash sẽ là người dẫn đầu bởi vì họ có phong độ rất là cao và rất biết cách khai thác những team yếu như là 8X Team và Quentin Potential. Trong 3 đội tuyển dẫn đầu thì team yếu nhất là Heavy bởi vì họ có Banda. Trong 3 đội đang dẫn đầu, team Flash, Heavy và VGaming thì mình nghĩ team Heavy là team mạnh nhất. Họ rất đông và nguy hiểm. Còn VGaming mình đánh giá là team yếu nhất. Họ đang quá quen với một bài và rất lười thay đổi. Mình nghĩ Flash là đội tuyển mạnh nhất vì họ có một đội hình khá là đồng đều. Theo mình, Banda là lý do mà Heavy không được đánh giá cao như VGaming và Flash. Nhưng so với Heavy và team Flash thì em thấy VGaming không có những pha ra tranh nổi bật và họ hay bị gãy ở top 12. Kết thúc tuần thi đấu thứ 6 thì mình tin chắc rằng team Flash sẽ đứng đầu bảng xếp hạng và mình tin những người đồng đội cũ của mình sẽ rất quyết tâm vào trận thi đấu cuối cùng. Và người em cool của mình sẽ giữ vững được ngôi MVP vòng bảng. Nếu phải so sánh VGaming và Heavy thì mình nghĩ Heavy hưu hịch hơn tại vì Heavy dựa quá nhiều vào Bảnh và Kim Chon. Và ngược lại thì VGaming có đội hình thi đấu rất là ổn định và rất là hiểu nhau. Còn mình nghĩ đội yếu nhất ở trong 3 đội đó chính là Heavy bởi vì họ là một đội hình chắp vá. Mình nghĩ họ là yếu nhất. Top 1 vòng bảng thì mình nghĩ là team Flash sẽ làm được điều này bởi vì team Flash bắn đang có một phong độ rất là cao và thậm chí là giành cả MVP của vòng bảng bởi vì Cool là một người bắn rất hay và đang có phong độ rất là tốt. VGaming là một đội tuyển mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Họ có phong độ rất ổn định và luôn biết cách tạo ra lợi thế trong những pha giao tranh.
Mình nghĩ Heavy sẽ ở vị trí top 3 vì họ chưa tìm được cho mình đội hình mạnh nhất, cộng thêm những thành viên chưa thật sự ăn ý với nhau hay để mất người trong những trận đấu. Mình sẽ vote cho team Flash bởi vì họ có khả năng giao tranh tổng rất là tốt và có những cá nhân xuất sắc, đặc biệt là Flash Cool. Vigamin là đội tuyển rất phụ thuộc vào sự may mắn của vòng bo và phụ thuộc vào phong độ của Deadlock. Trong 3 team Flash, Vigamin và Heavy thì mình nghĩ team Flash là team mạnh nhất vì họ có một sự gắn kết rất là mạnh mẽ. Còn team yếu nhất là team Vigamin vì họ có một sự câu ẩu và đẩy láo. 17 team của đấu trường sinh tồn mùa hè lần này, ai có ân oán nhiều với team Flash thì hẹn gặp nhau ở trại đào tạo và đảo dừa cuối tuần này nha. Vậy là team Flash đang được các đội tuyển khác đánh giá rất cao và làm ứng cử viên hàng đầu cho vị trí top 1 sau vòng bảng. Không một ai tưởng tượng đến viễn cảnh team Flash để rơi xuống vị trí top 3. Các tuyển thủ cũng đã chỉ ra rất nhiều điểm yếu đến từ Heavy và Vigaming. Nhưng liệu bất ngờ có xảy ra ở cuối tuần này? Đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, tuần thi đấu thứ 6, diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 7, trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Free Fire. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.